Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nói ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là các anh hoặc các em trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, một em trai hiện nay đang sinh sống ở một nơi rất xa về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Một cô vợ phải nói rất trẻ. Đây hôm nay là một ngày cuối tuần, một ngày vô cùng đặc biệt. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Dạ, em cho anh biết em tên gì? Em tên Châu Đất Tha. Châu Đất Tha hả? Dạ. Tha đúng không? Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 1992. 92 rồi. Dạ. 92 năm nay 32 tuổi hả? Dạ. Em nguyên quán ở đâu? Em ở An Giang. Ủa sao vậy? Tỉnh Biên An Giang. Điện Biên An Giang hả? Dạ. Tỉnh Biên hay gì? Tỉnh Biên An Giang. Tỉnh Biên đúng không? Dạ. Vậy là hôm nay em về đây nhờ anh em mình Bình Dương tìm vợ hả? Dạ đúng rồi. Em đang làm nghề gì? Em mua dây chai. Mình mua lớn không hay mua nhỏ em? Mua nhỏ anh. Mua bằng xe Honda hay xe hơi? Xe ô tô. Xe ba bánh kéo ở sao? Mình xe mọt á hả? Dạ, dạ. Ngày thu nhập được nhiều không em? Ngày cũng được 200 mấy anh. 200 mấy mà mình có nhà có cửa không? Nhà cửa thì ở bên vợ. Em ở rể hả? Dạ em ở. Rồi em cho anh biết hôm nay em về đây nhờ anh em mình xin Dương tìm ai? Dạ tìm vợ anh. Tìm vợ. Dạ. Em cho anh biết vợ em họ tên đầy đủ là gì? Dạ em họ tên Nèn Ôn. Nèn Ôn. Nèn Ôn hả? Dạ. Vợ em nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 1997. 97 hả? Dạ. Mà em chín mấy? 92 hả? Em 92. 97 năm nay 27 tuổi hả? Dạ. Vợ em quê quán ở đâu? Cũng ở Tỉnh Biên An Giang. Gần nhà luôn hả? Dạ. Hai vợ chồng mình cưới nhau được lâu chưa? Em cưới cỡ 12, 13 năm. 13 năm vợ 27 tuổi. Vậy là 14 tuổi đã lấy chồng à? Em cưới là em nhớ là cỡ 10. Con lớn nhất của em nhiêu tuổi rồi? Lớn nhất là 10 tuổi, học lớp 4. Vậy là em lấy vợ sớm hả? Dạ. Em được mấy người con rồi? Dạ em 4 đứa con. Trời ơi. Trai gái? Một đứa trai, ba đứa gái. Trai thứ mấy? Trai thứ hai. Trai thứ hai hả? Dạ. Vợ em làm nghề gì? Vợ em ở nhà chăm con không có đi làm. Còn một mình em là nuôi 4 đứa con. Yeah. Người mẹ nữa. Gọi yeah. là vợ nữa là 5 người. Yeah. Cả em nữa là 6. Yeah. Một mình đi làm là tổng cộng 6 người ăn đúng không? Dạ yeah, dạ. Như vậy là kinh tế ổn không em? Thì em nghe mấy người ở gần nhà nói là vợ em nói là em làm không đủ ăn mới đi bỏ đi theo người ta. Chứ em đi làm là em có một mình làm nuôi 5-6 người. Bộ dữ vậy hả? Nhưng mà theo đây là vợ em nói chuyện với hàng xóm đúng không? Dạ. Thế còn tự em cảm nhận được ấy, là em cảm nhận là một mình em này, em đi làm thế này có nặng gánh quá không? Quá dạ. tải không? Dạ không. Nhưng mà mình đi mua nhỏ lẻ hả? Dạ. Mua trong dân đúng không? Dạ. Có hôm được hôm không hả? Dạ đúng rồi. Mình đi mua này không được không dạ. hên xui mà đúng không? Dạ. Có khi có nhà muốn bán thì người ta lại không ở nhà. Dạ. Đúng không? Cái kiểu anh biết mà. Trời ơi. Vậy là ở nhà bên gia đình vợ hả? Dạ. Bên gia đình vợ có nhà không? Bên gia đình vợ thì ổng cất cho cái nhà thiết. Mọi người đối xử với em tốt không? Bà mẹ đối xử với em tốt. Thế còn vợ của em trong thời gian gần đây là cái tính tình sao có thay đổi không? Dạ không, vợ em đi lần này nữa là 3 lần đó. Ôi giời ơi. Đi 3 lần rồi, đi 2 lần trước về em cũng không nói không dám la vợ. Chỉ năn nỉ vợ ở đó sốc với chồng con. Ôi giời ơi. Em ơi, thế trước là vợ đi là 2 lần là đi lâu không? Lần trước là đi lúc tháng 2 trước Tết là vợ em bỏ đi khoảng 5 ngày. 5 ngày? Dạ. Vợ em về có nói đi đâu không? Dạ là bữa đó em bắt được là đi theo người ta. Ôi giời ơi. Người ta ở đâu? Người ta cũng ở cũng quê mà khác xa. Em có đến gặp người đàn ông đó không? Em gặp bên gia đình người ta mà ba mẹ người ta nói là người ta không quan tâm tới người đó. Tại cái người đó cũng có vợ 2 đứa con mà không có kết hôn. Ồ, thế là giờ cứ đi gặp tùm lum hả? Dạ. Thế là vợ em có khai không? Vợ em không khai. Nhưng mà em điều tra được hả? Dạ. Vợ em có nhận không? Dạ em cũng không nhận. Không ăn năn hối cải gì hết. Dạ. Thế là lần thứ hai? Lần thứ hai vợ em đi bữa một tây tháng 5. Tháng trước em
mùng 1, 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa rồi ấy hả? Dạ, dạ, đúng rồi. Tới con bé bệnh em điện năn nỉ là vợ em về, cái bữa lên xe về là 20 tây tháng 5, chở em về. Về được mấy ngày thì đi tiếp em thì? Về được tuần này là thứ ba, bữa thứ ba là vợ em đi nữa. Về được ít bữa lại đi tiếp? Dạ. Ôi, em có chia sẻ với gia đình bên vợ biết không? Có. Gia đình bên vợ có khuyên em gì không? Dạ không, chứ lúc trước em tính đến làm nhờ chú Thanh Hải giúp đỡ rồi mà em thấy vợ em về mà hai vợ chồng nói chuyện đi qua lại cũng thấy bình thường, em tưởng là vợ em bỏ rồi không đi nữa. Em cũng không làm, sau này em ở nhà rồi lo cho con này kia, sáng đi chợ là vợ em đi mất tiêu luôn. Ôi giời ơi. Vợ đi lần thứ hai là cũng tương đối lâu đúng không? Dạ. Lần thứ hai là đi với người đàn ông là trước người cũ hay người mới? Cũng là người cũ. Vẫn là người đó. Dạ. Người đó là có tiền có bạc gì không em? Giàu có gì không? Người đó có đẹp trai không? Em thấy là trắng trẻo đẹp trai không? Là đẹp trai. Ôi giời ơi, lại dính vào đẹp trai. Tại vì em có in cái hình trong cái máy của vợ em, bắt được in ra tin nhắn với hình hai người đó. Ôi, hai người ôm nhau? Dạ. Ôi giời em ơi. Mà trước mình yêu vợ là yêu lâu không em? Trước em mình quen mình yêu lâu không? Cũng, mới cưới? Cũng cỡ 2 năm. Vậy là quen cũng lâu chứ? Dạ. Nhưng mà anh hỏi thật em này là mình đi làm về mình có đưa hết tiền cho vợ không? Dạ em đưa hết tiền, em không có giấu tiền. Không giấu tiền hả? Dạ. Ừ thế tốt rồi. Mà hai vợ chồng có sống với nhau những năm gần đây là có hạnh phúc không? Dạ rất là hạnh phúc. Mình có bao giờ chửi mắng vợ không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Chắc chắn là anh biết là ở bên gia đình vợ chắc cũng khổ tâm lắm đúng không? Dạ. Bởi vì không phải cái gì mình cũng nói được. Ở nhà mình á là đôi khi là nhiều cái là mình có thể là mình nói được đúng không? Dạ. Ừ. Đấy, nhưng mà ở gia đình vợ thì nhiều cái mình phải nhịn. Phải không? Dạ. Ừ. Thế là vợ đi đến hôm nay là mấy ngày rồi? Đi đến hôm nay là 5 ngày nữa rồi. 5 ngày hả? Lần này là lần thứ 3 là 5 ngày. Lần thứ 3 là 5 ngày. Dạ. Vợ em trước khi đi này là có thông báo là vợ sẽ đi đâu không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ không. Hiện nay là vợ bỏ lại 4 đứa con luôn. Dạ. Con nhỏ nhất của em nhiêu tuổi rồi? Con nhỏ nhất của em là con bé mới được cỡ 19 tháng. 19 tháng? Dạ. Thế còn bé lớn nhất? Lớn nhất là mỗi tuổi. Đi học lớp mấy rồi? Lớp 4. Mấy bé đi học em? 3 bé đi học. Hiện nay là 3 bé đi học, một bé còn nhỏ xíu đúng không? Dạ. Thế vợ đi là ai, là người là trông nom cơm nước hay là giặt giũ cho các bé? Là chỉ có mình em. Gia đình vợ có ba mẹ vợ phụ không? Có phụ, lúc em đi mua về chai là bà tiếp giữ bé nhỏ. Là trông dùng nước đứa nhỏ nhất ha? Dạ. Thế là bây giờ số điện thoại vợ em còn gọi được không? Dạ, số điện thoại của vợ em là vợ em đập bỏ rồi mà, nhưng mà vợ em lấy cái sim đi theo. Ồ, đập bỏ nhưng mà lấy sim? Dạ. Lấy sim là trong đây còn lưu số em ạ. Dạ đúng rồi, tại vì vợ em đập bỏ cái điện thoại của nó rồi nó lấy cái sim của nó đi theo. Trước đây mỗi lần em đi buôn bán về, đi bên buôn ve chai về, em gặp vợ là em có phát hiện hoặc có thấy vợ là nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó không? Dạ không. Hoàn toàn không có. Dạ. Tới lúc vợ em đi lần hai về là em để ý em đi làm là em canh em bắt được cái điện thoại vợ em rồi. Gọi điện với người đó, với gửi tin nhắn, với gửi hình qua lại với người đó. Ui, tin nhắn làm sao em? Hình gì em? Hình hai người. Hình hai người ôm nhau? Dạ. Tin nhắn gì nữa? Có tin nhắn yêu đương gì không? Có. Ui, dạ. Thế là cái thời gian mà vợ em về mấy em á, từ lần hai đến giờ phút này á, là hai vợ chồng là có nói chuyện với nhau vui vẻ không? Dạ, hai vợ chồng nói chuyện với nhau vui vẻ bình thường anh. Không có chuyện thì coi như không có chuyện xảy ra đấy. Dạ em hai lần rồi là em không có nói, không có la vợ, chỉ có mong là vợ về tiếp chăm lo con với chồng. Em đi làm 4 đứa con, em không đi làm hoặc mấy đứa nhỏ không có ăn. Anh nhìn thấy tay chân của em là anh biết là con người lao động rồi. Mà sao em năm nay ba mẹ 2 tuổi hả? Dạ. Ba 2 mà sao? Hay là em phơi nắng nhiều? Dạ em làm việc nặng nhiều. Hồi lúc trước em có đi giác lúa bên Campuchia xuống ghe Việt Nam mình. Em có biết nói tiếng Campuchia không? Dạ biết. Biết nhiều không em? Dạ biết nhiều. Thế mà anh nhìn em trông như phải 45 tuổi rồi. Nói thật, chân tình. Không, nó lên là một điều rất chân tình. Dạ. Nhìn già trước tuổi nhiều. Dạ, trong sớm ai cũng nói em. Đúng không? Dạ.
Bởi vì em Nam Lũ phải làm lao vận động nhiều để lấy tiền nuôi vợ nuôi con đúng không? Vợ em đi có mang theo những cái gì đi không em? Dạ không có. Đi người không luôn hả? Mang cái sim điện thoại. Dạ. Hôm đó em về mấy giờ để em phát hiện là vợ bỏ đi? Hôm đó là sáng là em vợ em đi chợ với bà già vợ em. Ừ. Xong vợ em mua 1 ký thịt heo đưa cho bà già. Ừ. Xong vợ em nói mẹ mẹ con muốn ói, con đi ra ăn bánh canh. Rồi bà già em bả vô chùa rồi bả đợi người ta làm cá cho bả. Xong bả mới ra, bả ra đi kiếm vợ em là kiếm không gặp trong chợ. Là mất tích luôn. Là mất tích luôn. Bả về tới nhà bả nói với em, bả khóc là con ơi, mẹ không biết vợ con đi đâu nữa rồi, nó bỏ đi nữa rồi. Ôi trời ơi. Lúc trước ấy vợ em đi 1-2 lần đầu ấy về, ba mẹ vợ có dạy bảo hay có la dạy gì không? Còn vợ em không? Dạ, vợ em đi 2 lần trước là ông bà có nói với vợ em, nhưng mà vợ em linh thinh nó không trả lời với ông bà. Cứ linh thinh rồi. Dạ. Vợ em cái tính là có thể là cũng ngang đúng không? Ngang tàng đúng không? Dạ. Vợ em có hay nói chuyện không? Bình thường có hay nói chuyện không? Bình thường vợ em ít nói chuyện với hàng xóm. Ít giao tiếp hả? Dạ. Còn là không ngoại giao mấy ha? Dạ. Về nhà chỉ lưu thủ vợ hai, dạ, hai vợ chồng với mấy đứa con ha. Dạ, vợ em ở dưới ở nhà bấm điện thoại coi với chống mấy đứa nhỏ ở nhà. Vợ em có đòi đi làm xa bao giờ không? Có anh. Vợ nói sao? Vợ em kêu em đi làm với anh hai bên Long An. Nhưng mà em nói con bé bên anh hai bây giờ gửi bà ngoại thì cũng ba đứa làm. Ba đứa con của em ăn học giờ tốn không em? Tốn kém không? Dạ mấy đứa học cũng quá. Nhưng mà nó học hết nhiều tiền không? Dạ hồi năm rồi tiền đủ không? Đủ lắm học không? Dạ đủ ăn học. Thế là hôm mà vợ em bỏ đi là em về nhà mẹ em mới phát hiện được. Là dạ. Mấy đứa con có biết là mẹ đi đâu không? Dạ mấy đứa con cũng biết. Biết không? Biết. Dạ biết hết rồi hả? Dạ biết hết rồi. Ba đứa lớn là biết hết. Biết hết luôn. Chỉ dạ. Một bé nhỏ này là 10 mấy tháng vừa rồi nên là không biết ha. Dạ, đúng. Thế là em về đây từ bao giờ đây? Dạ. Em đi về đây từ bao giờ đây? Em từ đi lên xe tới đây là từ tối hôm qua. Tối hôm qua em đi rồi. Dạ. Sáng nay tới đây. Dạ, sáng là em lên tới bến xe Bình Dương khoảng 3 giờ mấy. 3 giờ mấy sáng hả? Dạ. 3 giờ mấy 4 giờ là em lên tới bến xe Bình Dương. Ôi trời. Thế chiều hôm qua là mấy giờ em đi? Chiều hôm qua là tầm 7 giờ mấy tối. 7 giờ mấy tối đi hả? Dạ. Hai cha con ôm nhau đi. Dạ. Ôi trời. Em ăn uống gì chưa? Em sáng ăn bánh ướp với con bé một hộp, hai cha con ăn rồi. Bây giờ là ba bé kia là có chịu học không? Mẹ đi như vậy có chịu học không? Dạ có, nhưng mà ở dưới học 1 ngày 2 buổi em sợ là có khi em cho cháu thứ hai là cho nghỉ 1 buổi, tại vì cho học 2 buổi là không có ai tiếp giữ bé. Tại vì ba đứa nào cũng học 1 ngày 2 buổi hết trơn. Khổ quá nhỉ. Bây giờ vợ đi đột ngột quá ha. Rồi lúc vợ đi lúc tháng 5 là vợ đi lần thứ hai đó, em cũng đi vô xin giáo viên cho cháu nghỉ buổi chiều tiếp giữ bé cho em. Bây giờ em biết rõ là vợ đi này, em còn yêu vợ không? Vợ chồng thì em cũng rất yêu bình thường, nếu mà vợ em quay về, nếu mà vợ em quay về thì nếu mà muốn sống với em thì kêu vợ em phải bỏ cái tật đó. Tật này là khó rồi em ơi, đi 3 lần rồi. Dạ. Anh nói thật đấy. Bây giờ thì tội nhất là mấy đứa trẻ ha. Dạ đúng rồi. Còn vợ em hiện nay đang vi vu bên cuộc tình mới rồi. Tại còn mấy người trong xóm người ta cũng nói kêu em bỏ nhà đi để mấy đứa nhỏ cho lại ông bà giữ. Em nói em làm không được, tại vì con là con của em. Mà nhiều người cũng động viên em là bỏ con đi luôn đúng không? Dạ. Mấy đứa nhỏ nó không có tội, mình bỏ nó không có được anh. Đấy, đàn ông mà không sinh ra con đúng không? Dạ. Không mang nặng đẻ đau mà còn nghĩ được như vậy, mà vợ em này lỡ nào vợ em này bỏ đi thế này. Nếu như vợ em bỏ đi thì ví dụ hai vợ chồng chia tay nhau thì ví dụ đường ai nấy đi, nhưng mà con thì ai ở với ai đúng không? Dạ. Nhưng đây vợ em bỏ hết cho con em luôn hả? Nếu mà vợ em quay về kêu em làm giấy ly dị thì em xin bắt 4 đứa luôn, là em không chia đôi anh em gột xa nhau. Em bắt luôn 4 đứa luôn? Dạ đúng vậy. Vợ em nuôi sao nổi? Thì nuôi tới đâu hay tới đó anh chưa biết.
sao giờ chia xe bốn đứa ra, hai đứa chia xe anh em gộp nó ra mình cũng tội. Đúng một tình cha ấm áp đúng không? Thế mà cuối cùng là lòng mẹ lẽ là bao la mà bây giờ lòng mẹ đang cung trăng rồi. Thế khổ quá. Em thực sự là hôm nay là em về đây nhờ anh em được sĩ Bình Dương ghi hình này. Dạ, em có mong muốn là vợ em sớm suy nghĩ lại để quay trở về với em, mà đặc biệt là có bốn đứa con không? Dạ dạ. Em hãy nói một điều gì đó tình cảm nhất để hy vọng là vợ em sửa đổi lại cái tâm tính để vợ em quay trở về đi em. Em nói chuyện với vợ đi. Dạ. Nếu mà vợ gặp được cái video của chú Hải quay lên bữa nay, chồng mong vợ hãy suy nghĩ lại để vợ có thể đi về nhà chống con, chống nuôi con, nuôi chồng với anh, để anh đi làm ăn nuôi mấy đứa nhỏ. Chứ em bỏ đi như vậy em không, anh không đi làm ăn được, mấy đứa nhỏ ở nhà cũng khổ. Tội nghiệp quá. Thực sự là hôm nay em về đây có hy vọng là đăng thông tin này để sẽ nhận được cái thông tin chính thức của vợ em không? Dạ. Yeah. Đến giờ phút này em có biết vợ em ai chở đi và đi về phương khu vực nào không? Dạ em không biết cái lần thứ ba này không biết ai chở đi, nhưng mà em có thể biết là lần thứ hai là vợ em đi ở khu công nghiệp Tân Đức. Ở đâu? Tân Đức ở đâu? Ở Long An. Bên Long An hả? Dạ. Từ nhà sang Long An xa không em? Dạ xa. Bao nhiêu km? Em cũng không biết. Vợ em mà vậy là lần trước cũng sang Long An một lần hả? Dạ. Trước đây là vợ em đã từng sang Long An để làm việc chưa? Dạ chưa. Thế mà bây giờ là đi luôn? Dạ. Là lần đầu tiên là đi theo cái người đàn ông đó là đi làm trên Long An. Còn lần thứ hai này em cũng biết vợ em nó đi lên làm chỗ khu công nghiệp Tân Đức. Tại vì cái người nói cho em biết cái chỗ đó là em không thể nói được ra được. Rồi anh cảm ơn em nhé. Em khó khăn mới xin cái người ta được. Rồi ok em. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em chính Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Yeah, em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ yeah, em đồng ý. Đồng ý hả? Dạ yeah. Rồi anh cảm ơn em nhé. Yeah. Rồi, chúc em thường lộ bình an. Hy vọng là đăng thông tin này lên thì các cô chú anh chị sẽ phản hồi và sẽ biết là thông tin chính thức vợ em đang ở đâu và ở với ai. Yeah. Là các anh em sẽ tìm đến tận nơi để khuyên vợ em quay trở về với em nhé. Dạ dạ. Rồi em có thể em nhắc lại là vợ em họ tên đầy đủ là gì, sinh ngày mấy, tháng mấy, năm nguyên quán ở đâu? Vợ em tên Đèn Ôn, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1997. Ừ. Quê quán ở ấp Vinh Lập, xã Vinh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bỏ nhà đi ngày mấy? Bỏ nhà đi bữa thứ ba, em quên ngày. Thứ ba mới đây đúng không? Dạ dạ đúng. Hôm nay thứ bảy đúng không? Dạ. Mới có 4 ngày đúng không? 3 ngày đúng không? Dạ. 4 5 ngày. 4 ngày. Dạ. Rồi anh cảm ơn em nhé. Dạ dạ cảm ơn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, đây là một em trai. Tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Trước đây anh em Việt Sĩ Bình Dương đã từng ghi hình và đăng tải rất nhiều thông tin, đặc biệt là rất nhiều anh hoặc em trai về đây chia sẻ là vợ bỏ đi và bỏ đi 3, 4, 5 đứa con. Anh em đã tìm được ở trong phòng trọ với người đàn ông khác. Đó, nhiều người là phải nói là có cuộc sống rất tốt, rất phải nói là gia đình thì nghèo nhưng mà chồng rất chịu khó. Đây tiếp tục câu chuyện tiếp theo. Hiện nay thì chưa biết em trai này sống đối xử tốt với vợ hay không, nhưng mà theo em trai chia sẻ là hiện nay em trai đang sống bên gia đình bên vợ. Hai vợ chồng mà hiện nay chung sống với nhau được 4 mặt con. Vợ bỏ đi lần này lần thứ 3 rồi. Hy vọng là em gái là nếu mà xem được video này, em gái hãy suy nghĩ lại. Nếu không sống với chồng nữa thì phải quay trở về để nói chuyện với chồng một lần để cho rõ ra ngôn ra khoai, tránh tình trạng mà mình sinh ra con là 4 đứa con thế này mà mang lại để đau, mà mẹ mẹ con đến giờ phút này em bỏ đi theo người tình mới thì thực sự câu chuyện là rất đáng tiếc. Hy vọng là em sớm phản hồi cho các anh em Hiệp sĩ Bình Dương hoặc các cô chú chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Quân Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên em gái quay trở về cùng gia đình. Dạ cuối video cho phép công trần thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.